Ok, hello anh em, là Tú đây. Các bạn đã theo dõi cái kênh YouTube của mình, Anderson Motorcycle. Thì hôm nay mình muốn nói tới cái những cái công cụ cơ bản khi mà bạn muốn bảo dưỡng xe hoặc là sửa chữa gì đó. Và đây chỉ là những công cụ cơ bản thôi. Thì trước mắt cái mình cần có thì cái này chỉ là optional thôi. Có cũng được, không có cũng không sao. Một cái bình hơi. Và sau đây là cái này là để cân bằng bánh xe, khá là quan trọng. Khi các bạn vừa thay lốp xong, các bạn phải cân bằng nó để tránh bánh xe khi mà chạy tới tốc độ cao nó sẽ bị rung rung qua hai bên. Thì đây là những cái bình sơn mình dùng để sơn sửa bánh xe, hoặc là những cái bodywork cơ bản thôi. Đây là cái những tua vít đầu dẹp và đầu hình dấu cộng á. Cái đầu hình dấu cộng người ta gọi là Phillips, còn cái đầu dẹp là flat. Và đây là những cái tua vít nhỏ để sửa điện. Thì cái đây các bạn có thấy cái này là để ép cái thắng bố thắng vào để thay thắng. Cái này để kéo lò xo. Thì cái này là để cái chổi để chà sơn. Và đây là đồ để thay bánh xe. Đây là cái máy cắt của mình. Và cây thước, và khi xài máy cắt lúc đầu mình cũng phải có cái kính bay bảo vệ mắt. Thì đây là những cái chemical mình hay xài. Thì về sơn và này nọ thì mình sẽ xài cái chai của Motul, Gen Clip và Gen Clean. Thì các bạn thấy thì thấy cái này rất là dễ xài và nó có tác dụng nhanh nữa. Và đây là cái dầu dầu này là dầu phụt, mình cũng xài cái Motul vì đa số phần đó, các sản phẩm mình đều xài của Motul. Trừ khi nào mà mình gấp quá thì mình đi mua những hãng khác mình xài thôi. Đa số mình đều xài của Motul hết. Thì đây là phần cái section về điện của mình. Thì cái này là battery charger, cái này là để sạc bình. Cái này là để sạc cái công cụ của mình đây, cái máy xay. Cái máy máy bắn bằng điện. Và đây là cái súng hơi. Thì cái này hôm bữa mình đã giới thiệu sơ với các bạn, đây là cái cờ lê lực bằng điện tử. Và đây là cái cờ lê lực khổng lồ của mình, có thể dặn lên tới khoảng 300 Nm. Ở đây thực ra nó ghi là 320 Nm. Đây là cái cờ lê lực của mình chuyên xài để tháo cái cylinder head. Đây là những cái ổ khóa cơ bản. Thì mình có các đầu sao và đầu là lục giác. Và đây là cái 1 phần 4 in drive của mình, đây là 1 phần 2. Thì mình có đầy đủ cả các size từ 10 cho tới 20, 32, 34. Và có một cái khóa chuyên dùng cho Suzuki nữa, khóa 36. Thì cái này mình xài cho những cái mà job, những cái công việc như là mở những cái ốc mà khó có thể giới tới, thì mình chỉ cần đặt cái này lên thì cái này nó xoay được mà, nó rất là flexible. Thì cái này chỉ dùng cho những súng hơi thôi, còn những cái đầu đen này là chuyên xài cho súng hơi. Những cái này chỉ xài tay. Nếu như các bạn xài những cái chrome này mà vô vô súng hơi đó, thế nào cũng bể mà nó bắn xa, nếu như nó nổ vậy rất là nguy hiểm, nên hạn chế xài những cái chrome trên súng hơi, chỉ xài những cái đầu đen. Cái này là bằng sắt, sắt luyện rất cứng nên nó rất là khó bể khi xài súng hơi. Thì đây là những cái cờ lê cơ bản. Thì đối với xe máy mình chỉ cần như đây thôi. Và đặc biệt là đầu số 22 là để tháo cái cảm biến oxy. Đây là những cái ratchet đủ size. Đây 1 phần 4, 3 phần 8. Và cái này cái breaker bar để bẻ những con ốc cứng khi bạn không cần phải xài lực nhiều. Thì cái này là 1 phần 2. Và đây những cái kềm rất là basic, rất là cơ bản. Thì cái này nếu các bạn để ý á, mình xài để treo hai con heo dầu khi mà mình thay thắng. Thì đây là một cái có thể gọi là special tools. Đây là giới thiệu với các bạn cái này, cái máy đọc lỗi xe. Vì mình chạy Triumph á, thì cái máy xe phải dùng cái này để đọc lỗi. Mà cái này mình dùng đọc lỗi để gắn vào cái laptop của mình. Và để tune xăng cũng xài cái đó luôn.
Thì đây là một bộ khác của mình. Và những cục này là chuyên để tháo bánh xe và làm phuộc. Thì cái công cụ này là công cụ đặc biệt để ém cái lò xo phuộc ngược xuống. Thì cái công cụ này mình xài để thay phốt dầu của phuộc. Đây cái công cụ cơ bản thôi. Búa và cái đồ để tháo dầu. Thì cái này là cái để chỉnh phuộc sau. Cái để chỉnh cái spring, cái preload spring của nó. Cái dứt. Và thêm về nhiều điện hơn nữa. Để về hàng điện này nọ. Đây là những cái hộp mình đựng ốc. Thì đây là những cái van hơi của bánh xe. Thì đây chỉ là ốc, những cái hose clamp để xài cho cái ống nước coolant đó. Cái ống nước, những ống nước làm mát đó. Để khóa lại khi mà cái khóa của mình bị hư thì hãy xài mấy cái này. Và đây là đồ chuyên làm phuộc của mình. Thì cái này là để đóng cái phốt dầu vô. Okay, cái này để đo. Và lúc trước mình chưa có cái này nè. Thì mình xài cái dòng này để đè cái lò xo của phuộc ngược xuống. Sau đó còn cái công cụ này để đo cái mức dầu ở trong phuộc. Thì thường mỗi phuộc sẽ có một mức dầu khác nhau nên phải đúng chính xác của nó để rút ra cái phần dầu còn dư, tránh phuộc bị cứng vì quá nhiều dầu. Thì thấy đó, cái workshop của mình chỉ có nhiêu đó thôi. Thì mình không đụng tới engine, không có rebuild engine, cho nên cũng không có những cái công cụ đặc biệt chuyên về engine. À, còn một cái nữa, mình muốn giới thiệu cái bài. Đây là cái ống tai nghe bác sĩ của mình đây. Rất rất là tiện dụng khi mà các bạn muốn nghe bên trong máy có vấn đề gì. Thì mình sẽ xài cái này. Và cái đầu tim này, mình sẽ đặt lên cái phần thanh máy mà bạn muốn nghe. Thì nếu như mà các bạn nghe được cái tiếng bất thường nào đó thì các bạn sẽ đoán được coi trong máy là bị vấn đề gì. Thí dụ như là cái sơn cam nó bị lỏng. Thì các bạn chỉ cần đặt vô để bạn nghe rất rõ. Thì thấy đó, các bạn thấy đó. Đây là những cái stand của mình. Và vào tuần sau, thì vào thứ năm á, mình sẽ có một cái bàn nâng về nữa. Thì lúc đó mình sẽ giới thiệu sâu thêm. Đây là cái workshop cơ bản của mình. Thì đây là cái cuối cùng mình muốn giới thiệu là cái này để thay bánh xe. Tất cả ready. Và mình có cả máy hàn ở dưới nữa. Máy hàn kia. Và hai cái kia là mình để làm cho xe hơi. Để thay sửa xe hơi, để nâng xe hơi.